đạp quốc tế VTV Cup 2017 đã bước sang chặng đua thứ 3 vào sáng nay với lộ trình từ Thanh Hóa về thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Sau khi để mất áo vàng vào tay ekip Navi Philippines ở chặng 2, vào hôm nay ekip Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu rất tích cực và giành lại thế chủ động trên bảng tổng sắp. Người mặc áo vàng sau hai chặng là Bon Morales của Navi Philippines, nhưng khoảng cách so với anh em Lê Quang Dũng và Lê Nguyệt Minh của Anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 1 phút 30 giây. Chặng đua ngày hôm nay không có đèo dốc và tương đối ngắn, nên các đội mạnh liên tục tấn công để giúp các đồng đội của mình tích lũy điểm ở giải áo xanh. Tuy nhiên do trời nắng nóng hơn 37 độ C nên càng về cuối tốc độ đoàn đua càng giảm và chiến thắng đã thuộc về những tay đua biết phân phối sức hợp lý. Sau khi vượt qua điểm thu dọc đường ở Diễn Châu, cách đích đến khoảng 40 km, Lê Văn Dũng cùng Ronald Orazan của Navi Philippines bứt phá thành công cùng đưa nhau về đích tại Cửa Lò. Ở mức đến, Ronald Orazan rút thắng sau 3 giờ 28 phút 56 giây, đạt tốc độ hơn 41 km/h. Tuy chỉ về nhì, nhưng nhờ được thưởng giờ nên Lê Văn Dũng đã xuất sắc giành lại cả áo vàng lẫn áo xanh sau 3 chặng, với Bon Morales về đích sau đó gần 3 phút. Tuy nhiên khoảng cách giữa Lê Văn Dũng và Ronald Orazan chỉ còn vỏn vẹn 2 giây, trong khi đường đua còn dài và nhiều đèo dốc nên việc bảo vệ áo vàng cho Lê Văn Dũng là vô cùng khó khăn. Sáng mai 5 tháng 9, đoàn đua sẽ tiếp tục chặng thi đấu thứ tư với vòng đua quanh quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, Nghệ An.